nhiều kho này. Súng đâu, súng đâu, bây giờ phải kiếm được súng. Không có súng rồi, thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Em có 2 cây này. Rồi tàn xin lúc bụng rồi đậu. Tiền hết đi. Ui, bên kia nó đang nhiều súng Linh ơi. Đi xuống em ơi. Ok, ok, ok. Xuống cho anh xin khẩu súng. Đây, 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 đây. Làm anh... ơn, làm ơn. Đây, đây, đây anh ơi. Chia đạn này. Cái đèn trả lụa cho khẩu khắm lọ này. Em có AK. À thế à? Sao không đưa anh AK? Ê, anh chơi bậy. AK là anh giải quyết mọi thứ rồi đấy. À, trong kho có người. Trong kho mà. Em vừa nói xong đó. Đeo sao bạn đó. Vào kho khó đấy anh. Sửa bên này trước. Ủa anh bị ai bắn vậy? Nó đẩy sang này. Bạn nghe, anh nghe. Hai thằng này mọi người ơi. Đây. Một thằng này. Hai. Cứu. Lốc 2 rồi, lốc 2 rồi. Chứ em nghe rồi, em nghe rồi. Em chỉ còn 2-3 viên đạn thôi. Nó xong rồi. Cẩn thận. Clear. Có tim cho anh nữa, còn tim cho anh nữa. Nó cứu dậy hết rồi. Tạm thời thì có liên thôi. Anh có máu. Ờ, đây em cho anh cái medkit này. Anh. Đây rồi, anh. Đây. Này, có ai bắn đan cắn thì em cho. Đâu. Cái đèn trả lụa. Đã, à anh Tuấn tưởng cái hồ ly diệt. Em tưởng anh em tưởng chị Xích đứng cạnh em. Cứ đợi anh ra. Ai lấy đạn xanh không? Tôi còn 30 viên đạn xanh. Được anh ơi. Ui chết. Nó sang gần đến mình. Nó một thằng này. Mạnh mạnh luôn. Ok này. Hay quá. Trước thùng mình này, trước thùng mặt em hướng 5 này, ngay thùng bên đối diện này. Thằng bạn nó sang kìa. Bên chỗ ô tô có mà, lúc nãy anh vừa lốc hai thằng bên đấy. Nó đi rồi má, đâu có. Biết được. Lốc thêm thằng nữa này. Ok. Một thằng chuẩn bị chạy xuống nữa sang này. Clear. Cái đẹp. Trời ạ. Dễ bay. Dễ quá. Ui. Anh thấy mạnh không? Mạnh đấy. Đấy cũng được anh. Đó là vậy đó. Ủa tôi Tuấn mộ kìa. Em nghĩ là vậy. Thế là mất mỗi nam thôi. Ờ. Mất chơi đi em ăn cơm đây. Chán à. Bây giờ phải nói thế để cho đỡ ngại chứ đâu không. Lại bảo là chơi đi anh ngồi xem đây à? Lại ngại quá. Đúng. Hình như anh nghe thấy tiếng. Em ạ. Em nghe thấy tiếng này. Đúng, bên thùng bên thùng bên này. Đúng. Đấy anh bảo mà. Anh nghe được không bao giờ có nhầm. Ôi, trước mặt này. Còn boss anh ơi. Tưởng người hú hồn nghe tiếng bịch cái chắc là cái lúc đấy là bot chắc thế bot nó được thả dư 63 viên đạn xanh nữa lấy anh ơi em hết rồi anh đáp đi em chạy sau anh này. Ui cảm ơn sát thủ nhá cảm anh ơi em. Đáp đi em chạy sau anh đây. Ok anh ngồi cảm ơn em rất nhiều nhá vì đã donate cho anh. Ờ hình như đằng sau có xe anh ơi hình như đường Pochinki thẳng cái đường chính như này thì em hình như thế nhá. Em thấy con Dacian. Dacian spawn đấy má. Không, ở giữa đường luôn. Đúng rồi, thế thì đúng rồi. Vừa thấy ở giữa đường xong nó chạy rồi. Ok, xác nhận. Cái kìa, cạnh nhà vệ sinh kìa anh nhìn chưa? Ờ, nhìn rồi, nhìn rồi. Ui. Một, đông. Rồi, xong anh ơi. Đâm vào là vừa. Thằng Linh loan hết rồi em ạ.
cháu này ai lấy dễ không? Thế nhở. Cháu này. I got supplies. Chó linh. Chảy như quỷ lắm hơn ăn đâu. Anh bảo là để cho anh khóa nó ở trong nhà vệ sinh. Không biết nó phải giết. Em nhìn thấy nó anh ạ. Này, sniper một đống ra, không ai lấy luôn. Em bắn mở cà nhỉ. Các thứ. Em nhảy xuống em sấy. Mắt máy. Có cái phỉnh hưởng cơ mắt kia. Ra tính hướng trước mặt là tính hướng nào? Hướng rồi. Em à. À, cái tính này. Không, mình không 7k đâu. Ôi sát, sát. Có mỗi thằng hạng. Có thằng à, hai thằng đấy. Có xe tiếp này. Bạn bị điên à? Giận thật sự đấy. Thằng Linh nó ăn hết rồi. Đâu? Em ăn một mạng nè. Chỉ xích ăn hai kìa. Em ăn hai. Thằng lái xe khổ vãi nổ. Bị táp trong khu nhà. Một phía dưới luôn. Ok, đi, em nhìn rồi. Hai team. Ui, bắn này, Ui, bắn anh đau thế. Đau quá. Từ anh bơm máu đã. Em bơm mới chịu được. Kẻ nó chuẩn bị thằng ra này. Đúng 1-2 viên rồi. Để ra. Ủa có hai thằng còn à đâu? Còn một team đi trộm chó nữa, vô ra này. Alright. Còn một team đi trộm chó nữa. Ui, vãi nổi em ơi. Thì bàn đi đúng không? Để tí nữa anh giật mình anh lại sấy rồi đấy. Này em nhảy trộm đứng cái bàn. Quả đấy em, quả đấy nhảy xuống thì thấy hai tiếng chân chứ, tưởng hai người. Hai thằng. Được 10 kill rồi kìa. Cái đẹp trả lũa. Em ăn được thêm có 3 kill mà anh. Trong cả ngày không tính rồi. Để tí nữa anh. Có tiếng xe. Ui, đuổi mình ngay đằng sau. Có bọn đây. Ok anh ơi. Đâu? Giết. Có tiếng xe ở gần mà. Ui, bạn kia bắn em chứ. Trong nhà đỏ này. Nốc. Mày ngoài bên tường, Em nghe. Em nhìn đây này. Lẹ. Rồi xong. Hử? Chị em mình cứ chia đôi này được cái chị nhỉ? Xích nhở? Chị em mình cứ chia này cũng được. Hello anh Tuấn. Anh Tuấn vẫn 3 mạng này. Chị em mình cứ bị mạnh ý. Mạnh thực sự. Mấy con đi về tính này. Mình phải bẫy cho con người này nhát. Ngồi đằng sau kìa. Đồ đó. Bẫy đi. Có xe Jacking Boy chạy trước mặt này. Á, trộm chó vừa vượt được con chó nào chạy nhanh thế. Em yên tâm đi, trộm chó tí nữa lạc hướng rồi. Chạy đồ là kiểu gì, tay lãn rồi. Tay lãn. Tí ngã sắp mặt lò. Đâu rồi. Ui, phóng, nó có trộm chó, Exciter nó phóng nhanh lắm anh ạ. Đằng sau có bên trái có xe này. Đằng sau. Các bạn nghĩ gì? Các bạn nghĩ gì?
nó có 3. Ăn được là tốt rồi. Mày sấy tởm quá rồi, ăn được một mạng à. Đẹp. Ui, bên phải bắn nữa này. Bạn đừng dây với Tuấn. Bạn dây bị cứt rồi. Hơi bị thối đấy. Trên đầu anh. Gan em. Ok anh ơi. Gạt luôn anh. Gạt xích rồi. Quả đấy mà không chết nó kìa. Nó cực yếu, cực yếu. Ui hay quá anh. Quả đấy sao em sấy nó cả vào đầu cả vợ ấy mà nó không chết nhở? Để mình suy nghĩ xem có lên cứu đồng đội hay không nhỉ. Cứu này anh ơi. Anh không tìm kia đẩy lên bây giờ. Cái thằng vào trong xe đâu? Cứu lại ăn rau. Bọn cứ gửi tốt. Trên thời điện lợi nhân hòa vãi nồi luôn á. Em định bỏ đi cũng hẹo à. Quả đi xem mình sấy tỏ vãi nồi mà không ăn được mạng nào. Cảm thấy buồn vãi. Như là chết chết rồi. Xin chết cái là Tuấn lại thêm 3 mạng ngay. Chết cái bớt miệng ăn ngay. Ý anh Tuấn là quả đấy là đá hơi bị cay, hơi bị sâu đấy. Bây giờ chết thằng. Chết thằng Ninh cái của ông Tuấn tất. Sẽ là ông Tuấn skin xe đâu? Đúng rồi. Lát rồi, lát rồi. Lát mất cả skin xe, vãi nồi thật. Có một team bắn lén mình lúc mình đang combat đúng không? Đúng rồi. Bắn tí chết em luôn. Độc phộng của nó luôn này. Thế mà không gạt thứ luôn thằng Linh. Để bị solo squad. Gạt làm sao được anh. Em phải chọn những góc của nó. Có chắc chắn xe vào đây. Em tin không? Anh nghĩ vậy anh ạ. Không bo mà. Có rồi. Nghe nó ở dưới cát cà rồi. Ôi, tôi cũng chính đưa trước nhà kìa. Lâm có. Lâm có, Lâm có, Lâm có. Lâm sát nó tính luôn này. À, cái xe máy. Ở tầng trong nhà. Thế vậy? Mình vòng trái thế là mình không ăn được mặt nào luôn. Đấy có xích với ông Tuấn này. Mày đói. Em lúc cùng mình chưa? Em chưa. Em lúc cùng mình ra mạng. Em lúc cùng mình ra mạng. Còn đúng với các bạn. Còn hết rồi. Thơm đấy. Thế rồi. Hey. Trong các ca có người không? Em... xe này. Không đoán được cái không ấy. Không. Còn u quá đâu mà kìa. Đi đàn nhà luôn nhá. À, trước mặt có con Maggie này. Maggie đang chạy trong phòng này. Bắn đi, xế đi, xế đi. Giao nhau luôn này. Rồi, không có cái nào cả. Nó bị khuất, nó bị thấp mà. Đống cỏ mà. Em thấy mà được. Ôi không có lỗi kìm tâm. Nó chạy lên trên đấy anh ơi. Ôi anh đúng lúc anh đồng hồ lên thì không nghe gì cả. Cảm ơn bạn nào vừa donate cho mình nhá. Ôi con xe Lancia giết nhanh. Tại sao? Xe Lancia hướng ok anh ơi. Hướng 5, hướng 5. Thì nó đổ tần đá. Kìa, hướng 330. 330, chưa thấy. À rồi rồi, em thấy, đã thấy. Bắn bọn nào tảng đá. Hay cơ. Có bên
cái xe của mình á, cái xe của mình á. Đây, sao mà cái xe của nó, xe cái xe của nó. Kìa, sờ mốc kìa anh kìa. Ừ, anh nhìn quá. Rồi, cây sắt, sắt mò. Ok. Rồi, có nhìn lắm, chả nhìn cái gì đâu. Ở đấy chỉ còn hai thằng thôi, cẩn thận đằng sau nó móc anh rồi. Ok, ok. Ở đấy chỉ có tầm 2-3 thằng. Thế thì mình tông xe lên, tông nó luôn. Ok, ok. Ui, cảm ơn Trọng Hiếu nhá. Có lên, có lên chờ móc tan không? Cứ lên, khó này. Không cần, chờ đâu. Xe đâu? Xe đằng sau cái nhà này. Ok, ok. Ờ, quên, đừng bất sai lần đi, không thấy được sai. Nó cũng đi Dacia đấy à? Ok anh. Chuẩn bị mà sấy nhá. Chuẩn bị sẵn sàng rồi, Groza vào. Lên đạm rồi, 40 viên. Nó đang chạy. Nóc thằng ở dưới. Trên nóc chưa? Chết. Thằng dưới cũng lốc. Thế thì chỉ có hai thôi. Chết rồi. Chết. Anh em thấy phản ứng nhanh không? Định mệnh bạn luôn. Xe của bạn đâu nhỉ? Rõ ràng các bạn đi xe mà. Hay vất trong đám khói. Ngoài ngoài bo kìa. Xe còn nguyên em ơi. Được anh ơi. Ui cái giáp của em lát quá. Còn mấy điểm thôi. Đây, quay lại chỗ tính lấy. Được. À đúng không? Cái tính ở gần đây mà. Cái tính ở đâu nhỉ? Đây. Bên phải mình một tẹo này. Bên phải anh ơi. Bên phải mà anh quay sang trái rồi. Làm sao? 250 này. À đây. Chạy nhá. Vâng. Đi anh ơi. Ok. Xịn. Còn 3 thằng nữa thôi. Ờ bò đúng cái chỗ bọn mình vừa giết mấy thằng kia xong kìa. Nó chỉ lượn vừa quanh đây thôi. Mình cứ lấy xe mình lượn thôi. Okay. Đây rồi. Xong. Ui, ăn ý thế. Mỗi người một thằng, nó cứ ở mạng luôn. Bắt biên. Con này bị dễ rồi. Dễ quá rồi. Mà cái thằng ở trong khói ấy, nó cũng hên. Anh đâm nó mà nó không chết. Điên rồi. Cháu nằm quanh đây thôi. Chắc chắn nằm đồng dưới. Nếu nằm đồng trên thì dưới giờ mình đã ở va rồi. Đúng rồi. Dưới nó bắn đây ngay trước mặt. Ui giời. Em sấy vào đây ăn vụ ăn mạng này. Rồi. Lý thật sự. Lên kêu nhanh nghỉ á. Trời ơi. Chỉ cần mất miếng ăn thôi. Nồn kêu nhanh lắm. Trời ơi, em cứ bị đẹp trai, em cứ bị mạnh anh ạ. Yeah. Team này thì có nam nói anh. Các bạn chưa sắp đói rồi. Anh ơi. 18 kill.